nhìn đến đủ chưa đấy hả? À, đây nè. Tiếp. Còn thiếu nguyên hả? Thank you.
cho cùng nhắc lại chúng mình ạ. Trong cả hai mô nguyên âm này thì nó chia ra thành nguyên đơn và ghép đúng không ạ? Đơn thì có bao nhiêu nguyên âm? 10 nguyên âm và ghép thì sao? Tại sao lại gọi là nguyên âm ghép? À, ghép thì những nguyên đơn lại với nhau đúng không? Vậy các bạn nhắc lại nhá. Nguyên đơn đầu tiên là gì ạ? Phái sinh của âm là gì ạ? Tiếp tục. Với những bạn muốn chứng nhìn nữa thì một chút đó là các bạn chưa mình chuyên tâm hướng dẫn phần này. Với lại hôm nay mình chỉ có thể nhắc bạn qua thôi. Mình chờ với rất nhiều các bạn sẽ trở lại. Vì những bạn muốn chứng nhìn thì các bạn bảo nguyên âm thì rất là dễ thôi. Chỉ cần học thuộc những cái mình viết trên bảng và đọc giống như bên cạnh. Còn tí nữa bạn học nguyên học phụ âm nữa. Sau khi học âm xong thì các bạn sẽ học ghép giữa nguyên âm và phụ âm lại với nhau. Chính vì thế nếu như mà nào muốn chứng nhìn phần này chưa học, các bạn phải cố gắng lên tập học thật kỹ giúp mình phần này nhá. Vâng, có đây có bao nhiêu bạn nghỉ đấy? Giờ đây chương trình rèn không nhiều quá. Tôi tiếp tục học thôi, cũng rất nhiều thời gian để lớp học một chút. Tiếp tục ạ. Đến nhau tiếp theo. Phái sinh của ô là gì các bạn nhỉ? Tiếp tục ạ. Phái sinh của u. Đến hai nguyên âm cuối cùng và nguyên đơn ư và thì từ đây nhá, các bạn có những nguyên âm ghép là gì nhỉ? Nguyên âm ghép đầu tiên, vậy xin nhìn nhá, đây là ghép song âm nào? Đây ghép sang nguyên âm nào? Ai ghép thì nguyên âm gì ạ? Yeah. Tiếp tục phái sinh của em. Yeah. Nhưng mà thực chất ấy thì cái phái sinh này được ghép hai nguyên âm nào nhỉ? Yeah. Và y này. Tiếp tục thì em tiếp theo nhá. Đây ạ, đây là nguyên âm gì? Ghép ra nguyên âm nào? Và y chúng ta là nguyên âm gì nhỉ? Phái sinh của em. Yo.
với phụ âm từ nhất. Bạn sẽ có chữ black thôi. Bạn sẽ viết vào một nét từ trên này xuống. Giống một lửa ấy. Bóc hồi ô vuông này một lửa vòng xuống. Bạn sẽ đọc là đây là ca hoặc là g. Ca hoặc là g. Và nhưng mà âm này khi chúng ta đọc bình thường chúng ta sẽ đọc là g. Và trong đó nhá, bạn có thể chia thành số định thành 3 bộ. Để bạn dễ học thống nhất bạn có thể chia thành 3 bộ số định. Bộ đầu tiên bạn cứ ghi như này, bộ thứ hai bạn sẽ ghi lại. Phát âm bật hơi. Bộ thứ ba bạn ghi phụ âm căng. Phụ âm căng hay là phụ âm đôn. Kiểu đây bạn chia thành 3 bộ số định nhá, sau đó chúng ta cứ dọc cho đi sao sẽ dễ học đúng không, rất là phù hợp. Với âm đầu tiên ạ, chúng ta sẽ đọc là g. Đây thuộc vào là một phụ âm bật nhẹ. Đây ạ, có thể chấm không? Đấy ở đây, nghĩa là đọc bật hơi nhẹ thôi. Bật hơi nhẹ nhá. Nhẹ thì chúng ta sẽ đọc là g. G. Còn mình sẽ viết lại nhá. Một nét vòng như thế này. Và cái âm này có tên tiếng Hàn rồi. Cái đọc trong bảng chữ tiếng Hàn sẽ đọc là Kyok. Kyok là sẽ viết như sau. Ki này. Kyok. Chỗ này thì ban đầu bây giờ bạn chưa đọc được đúng không? Bây giờ bạn đọc về thôi đúng không ạ? Nhưng mà sau một khi tí nữa bạn sẽ học cách ghép, ghép lại thì bạn sẽ đọc được đây. Vậy chúng ta quan chúng ta đọc về qua đã. Với cái âm này, với tiếng Việt chúng ta sẽ đọc là g, g rất là nhẹ thôi. Nhưng mà trong tiếng Hàn sẽ đọc là ki âm, ki âm, ki âm. Rồi á, tiếp từ âm này nhá, từ âm g này chúng ta sẽ sóng sang, chúng ta sẽ có âm bật hơi của nó. Ban đầu thì giống ki này âm g như này, nhưng sau đó nó sẽ một lên ngay ở giữa. Và quy tắc viết của chúng ta là gì ạ? Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Vậy cái len này của bạn sẽ đưa từ trái sang. Có âm này chúng ta sẽ có âm g nhá, từ đấy sóng sang này, âm g này có âm bật hơi của nó sẽ là g. Vậy âm bật hơi là gì? Chúng ta sẽ đưa hơi từ bên dưới lên, giống như chúng ta đưa lên nhá, g g g g. Rồi và nó sẽ được viết như thế này. Và âm này sẽ là đọc là âm khi ức. Khi ức. Các bạn có thể mới ban đầu ấy, các bạn có thể viết những cái bút mà bút nước ấy, nó sẽ viết dễ viết hơn. Hoặc bạn bút chì ban đầu hoặc bạn chạy cái viết bút mà bút chì dễ viết hơn rất nhiều. Tiếp tục ạ, từ âm g này chúng ta có âm căng của nó chính là âm đô. Âm đô sẽ là ghép giữa hai gì nhỉ? Các bạn sẽ là ghép hai chữ g này với nhau này, hai chữ g đúng không ạ? Chúng ta sẽ ghép hai chữ g này với nhau. Và với những cái phụ âm cao hay đô này thì chúng ta sẽ đọc hơi, chúng ta ngắn thôi, chúng ta sẽ trồng xuống hơi ngắn thôi, mạnh và trồng xuống, chúng ta sẽ đọc g g g g. À, với âm này thì đọc là g g. Âm này g g. Còn âm này g. Với âm này mình sẽ đọc là xăng. Ki ốc. Xăng kiêu. Xăng kiêu. Xăng kiêu. Dạ, vậy từ một cái phụ âm này chúng ta sống sang này chúng ta được được 3 phụ âm tiếp lúc cùng đúng không ạ? Và cách này thì sẽ học hơn rất là nhiều. Từ đây sống sang thôi. Chúng ta sẽ đọc qua nhá. Bạn biết xong nhỉ? Đọc qua. Đã biết xong chưa ạ? Và chúng ta đọc nhá. G 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 g. Đây là ngược lại âm g đúng không ạ? Một nét thôi, bạn vòng một nét xuống. Đây mình sẽ có phụ âm
Ngực. Ngực. Và âm này sẽ đọc trong tiếng Hàn đó là nhiên. Nhiên. Rất nhiều lớp người ta chỉ dạy các bạn bài này thôi, nó không dạy cách đọc như thế này. Thế thì lên rất nhiều người Hàn. Các bạn cũng không có, nhưng mà rất nhiều lớp các bạn ấy không có chẳng hạn. Thì bạn cũng gặp những trường hợp người ta học là đọc bằng âm. Vậy các bạn biết đọc là cờ nờ, thành cái hàng lắm hiểu. Thế nên đọc chuẩn của các bạn phải đọc kia, nhiên. Thì đó, đem chuẩn trong tiếng Hàn, thế đọc. Vẫn dạy các bạn luôn, mặc dù các bạn chưa đọc được nhưng mà tí nữa thôi các bạn cũng phải thể đọc được bằng nhạc rồi. Từ đây ạ, với âm N, cái âm niên này thì nó không bật hơi, cũng không có âm cao nhá. Các bạn đọc nhá, N, 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 niên, 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 niên. Rồi tiếp tục. Xong số 3 các bạn sẽ có. Nên đầu tiên, một lên cạnh, từ trái sang, sau đó một lên phòng xuống. Các bạn sẽ có âm tờ hoặc là âm đờ. Tờ đờ. Nhớ nhá, một lên đầu tiên từ trái sang và một lên vòng từ trên xuống. Thì ở đây các bạn sẽ đọc lại tì cực. Âm này sẽ đọc là tì cực. Tì cực. Viết có khó không? Mình sẽ đọc là âm. Đây cũng thuộc là âm bật hơi nhẹ. Tại sao mình không chọn cái này? Nên là mình không bảo cái này là bật hơi nhẹ. Bởi vì vốn dĩ cái âm này chúng ta đọc làm sao? Vốn dĩ là mình đã đọc hơi nhẹ rồi đúng không? Nên cái âm cờ này và âm tờ này chúng ta sẽ đọc nhẹ. Tờ. Tờ. Theo các bạn thì từ âm này có bật hơi không? Nó sẽ có bật hơi nhá. Từ đây sóng sang sẽ viết giống như nền âm tờ, nhưng mình sẽ có một lên cạnh ở giữa mình chữ E, và mình sẽ đọc là thờ. Thờ. Để biết được cái âm bật hơi mình đã phát âm đúng hay chưa ấy, thường người ta hãy đặt tay ở trên miệng hoặc là bạn hãy cầm một tờ giấy mỏng để khi chúng ta phát âm và thấy hơi mình ra. Tại sao mình nói phần này quan trọng là bởi vì tiếng Hàn khi các bạn để đó thì mình hiểu ấy, các bạn phải phát âm chuẩn. Thế nên cái phần này các bạn rất là lười, rất là người đọc phần này. Chính cái đấy là phát âm tiếng Hàn của chúng ta những cái vẫn chưa chuẩn. Thế cho nên cũng có phần này là luyện tập. Vậy âm này chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Thở. 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 Rồi âm này sẽ đọc là âm thiết. Thiết. Tiếp tục ạ, từ âm tờ này thì sẽ có âm căn của nó là hai chữ. À, hai chữ tờ này ghép lại. Hai chữ tờ này ghép lại. Và khi nó ghép lại rồi thì sẽ đọc là tờ. Nhấn mạnh số mà hơn chúng ta cắn thôi. Tờ. Tờ. Và âm này sẽ đọc là xăng. Xăng thì chữ xăng thì được, xăng thì được. Đây là cách đọc mà mình cho thêm thôi, đó là cái cách đọc này phải có thể mình làm luyện tập, và các bạn luyện tập thôi, nó chắc chắn các bạn học thuộc với những cái ký tự này trong tiếng Việt của nó là biết đúng từ mà đã thuộc. Hôm nay đã chuẩn bị kiểm nháp chưa? Nhớ chuẩn bị nháp mình kiểm tra liên tục nhá. Tiếp ạ. À, trước khi sang nguyên phụ âm số 4 thì chúng ta đọc qua như này á. Tờ. 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 Tì cực. Tì cực. Tì cực. Tì cực. Thở. 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 Thiết. 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 Tờ. 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 Xăng tì cực. Xăng tì cực. Xăng tì cực. Xăng tì cực. Tiếp tục nhá, xong tiếp theo. Tiếp theo là một ô vô như vậy chứ. Ô vô này thôi. Làm gì ạ? Cái ác thôi. Thằng như vậy. Âm này đọc là gì nhỉ? Em học thôi. Không biết đọc đúng không? Rất nhiều bài học thuộc bài trên đáy không biết đọc lại. Có khác gì là chúng ta học lớn tớ lên rồi. Xong lại chúng ta như kiểu là chuẩn bị chuyển đổi chữ ấy. Chữ tiếng Việt ấy. Xong như kiểu một chữ
thì ở đây sẽ có là miệng. Miệng. Đây mình sẽ đọc là mờ. Mờ. Miệng. 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 Âm này có hơi phải căng không? Không. Tiếp tục. Âm tiếp theo. Năm. Bạn sẽ có âm này nhá. Đây đầu tiên phải chéo. Đây thứ hai. Từ đây học xuống. Và mình sẽ đọc là sờ. Đây cũng là một âm bật hơi phát âm nhẹ. Đây là phát âm nhẹ. Đây sẽ đọc là sờ. 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 À, từ âm sờ này có bật hơi không? Có. Nó không bật hơi nhưng mà nó sẽ có hai âm sờ ghép lại. Dọc từ đây sang nhá. Ta sẽ có hai âm sờ ghép lại. Vậy mình sẽ đọc là gì? Sờ. 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 Và âm này sẽ đọc là gì nhỉ? À, bên này nhá. Ở đây mình sẽ đọc là si o. Si o. Si o. À, mình sẽ viết lại cho bạn dễ nhìn nhá. Si o. Si o. Vậy âm thanh sẽ là gì? Các bạn thấy một điểm chung đó là với những âm cao thì nó luôn là gì nhỉ? À, luôn có sang đứng đầu và nó lấy y hệt cái cặp từ ban đầu này. Ghép sang chỉ có điều chúng ta thêm sang mà thôi. Thì ở đây sẽ là sang siêu. Sang siêu. Vậy thì xong chưa ạ? Chúng ta đọc nhá. Sợ. 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 Siêu. 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 Sợ. 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 Sang siêu. Sang siêu. Sang siêu. Sang siêu. Tiếp tục. Từ đây ạ. Ta sẽ có. Ở đây. Kinh ô cho này các bạn thấy hay thấy đứng đầu ở gì ạ? Ở gì ạ? Ở bảng nghĩa âm đúng không? Cứ đứng đầu của nghĩa âm nào thì đều có nghĩa ô cho này. Thực chất nó là một phụ âm. Nhưng mà khi đứng đầu thì nó là một phụ âm câm các bạn nhá. Phụ âm ở đây khi đứng đầu nó sẽ không đọc. Nghĩa âm này. Đứng đầu sẽ không đọc nhưng nó vẫn có tên tiếng hàm là y ừng yêu 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 yêu. Bạn có dễ nhìn không? Bạn có dễ nhìn được không ạ? Không có nhìn hả? Vậy mình sẽ viết xong anh em cho bạn ngồi ở phía dưới nhìn ở dưới rất khó. Mình sẽ viết xong anh em. Với cái ừng ở đây thì mình sẽ viết lớp nhá. Từ hôm nay. Từ hôm nay mình sẽ sóng sang. Sẽ có âm bật hơi ở đó. Hay là dựa vào âm này mà mình có giống như phái sinh chuyển biến sang ấy. Chúng ta sẽ có lên đầu tiên này. Một lên cạnh bên trên. Một lên cạnh ngang như vậy. Và một hình tròn ở dưới. Thì có rất nhiều trường hợp. Các bạn nhìn trong sách nó sẽ đi như thế này. Ngang như này. Thì với hai cách này nó không hề sai. Đối với nhau đó là giai đoạn do các bạn thích viết cái nào, bạn cảm thấy viết nhanh này hoặc là bạn nhìn thấy đẹp hơn thì bạn viết thôi. Chứ kể cả cái gạch này là vùng lan hay vùng thẳng thì nó đều không sai bạn nhá. Vì rất nhiều bạn hỏi cô đó, và cô giáo tại sao mà em thấy trong sách tư tưởng vùng lan mà tại sao không biết là dọc như này không sai không? Thì cái đấy không hề sai, nó do cách viết của bạn thôi. Thì âm này mình sẽ có là âm hờ. Hờ. Đây hờ. Và âm này mình sẽ đọc là gì nhỉ? Hi ức. Hi ức. Ôi sao bảo vệ sẽ biết sang bên này nhá. Các bạn dễ nhìn hơn. Các bạn thật dưới. Chúng ta sẽ đọc qua nhá. Âm này sẽ đọc yêu 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 hờ 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 hiếp 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 hiếp. Rồi ạ, tiếp tục sao lại không xuống bay. Bạn sẽ có âm này nhá, chúng ta sẽ viết như vậy.
một nét vòng xuống ngắn tới đây không? Sau đó bạn viết từ trái sang một nét như vậy và một nét vòng thẳng xuống một nét thôi. Vậy xong đây là âm R hoặc là âm R. Thì về âm này mình sẽ đọc nó là Ri phần Riêng chiều
từ đây sống sang âm cao của nó sẽ gì? Trở. À, hai chữ trở ghép lại đúng không? Và chúng ta sẽ đọc là trở. Ở đây các bạn chỉ cần ghi một chữ trở là được. Ở đây mình sẽ đọc là trở. 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 Âm này sẽ đọc là gì trong thời gian? À, sang chiến. Đây chính là cái phụ âm cuối cùng ở trong bảng phụ âm của các bạn, gồm 19 phụ âm. Thì ở đây với bật hơi nhẹ thì chúng ta sẽ có 9 cái. Đây 9 cái. Bật hơi mấy cái ạ? Bên này có 3 rồi này. Và bên này nữa 5 cái. Và âm căng thì có mấy cái? Cũng 5 cái nhá. Vậy là phát âm bật hơi nhẹ chúng ta có 9 này. Bật hơi 5 này và căng sẽ có 5 cái. Vậy là chúng ta học theo cái bảng này, các bạn dòng nó sẽ dễ học hơn rất là nhiều. Và không bao giờ bị sót. Kể cả bao giờ bạn làm bài kiểm tra hay các bạn học cổ cũng vậy, thì những bạn nên học theo cái bảng như vậy. Cứ học dòng ra, không bao giờ bị sót. Vậy chúng ta sẽ đọc lại nhá. Đọc lại tất cả các phụ âm này. Từ đầu tiên luôn. Cờ. 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 Kiêu. Kiêu. Khờ. 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 Khiêu. Khiêu. Cờ. 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 Sang nhớ. Sang nhớ. Nờ. Nờ. Niên. Niên. Tờ. 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 Tì cực. Tì cực. Tì cực. Tì cực. Thờ. 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 Chiến. Chiến. Tờ. 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 Sang tì cực. Sang tì cực. Sang tì cực. Sang tì cực. Mờ. Mờ. Miêu. Miêu. Sờ. 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 Xiêu. Xiêu. Sờ. 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 Sang xiêu. Sang xiêu. Yêu. 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 Hờ. 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 Hiếu. 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 Tiếp ạ. Bên này nó sẽ có rờ. 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 Rin. 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 Pờ. 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 Piếng. 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 Pờ. Pờ. Piếng. Piếng. Pờ. Pờ. Piếng. Piếng. Pờ. Pờ. Sang biếng. Sang biếng. Sang biếng. Sang biếng. Tiếp tục âm cuối cùng. Chờ. 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 Chiến. 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 Chờ. 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 Chiến. Chiến. Chờ. 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 Sang chiến. Sang chiến. Mỏi miệng không? Bây giờ mình sẽ dành cho các bạn khoảng 10 phút nhé. Để các bạn học thuộc giúp mình lại ngay trên lớp. 10 phút thôi, 19 phụ âm này, học thuộc giúp mình. Tại sao mình bắt các bạn học thuộc là vì nữa chúng ta sẽ học phần ghép âm. Chính vì vậy là học thuộc cái phần này rồi, xong phần ghép âm sẽ đơn giản rất là nhiều. Thế nên dành cho mình 10 phút học phần này là học qua thôi, học thuộc ngay trên lớp. Giống như lần trước đây, phải bấm học bạn cái rất là nhanh đúng không ạ? Chỉ mất 10-15 phút thôi, đọc thuộc là 20 phút nhanh rồi. Hôm nay cũng vậy. Với những bạn nào mới đến cái buổi đầu tiên hôm nay thì nhớ về chuẩn bị giúp mình một việc nhát nhá. Bởi vì mình có thể kiểm tra bạn bất chợt trên lớp. Thế lúc nào chúng ta một việc nhát để có thể các bạn về nhà học tới mức buổi nào mình cũng cho bạn được hết. Còn những bạn nào buổi trước nghỉ thì các bạn có thể hỏi những bạn ngay cạnh để các bạn cùng đấy trước đi học xong bạn sẽ chép lại bài. Những câu giao tiếp thì đã cho. Có khó không? Khó quá bình thường. Không biết chân à. Cố gắng viết sẽ đọc mà nhá. Bạn ở trên này một điều bạn ở trên khó nhìn thì mình viết xong như vậy. Bình thường trong vườn các bạn cố gắng viết. Kẻ ô này. Ôi trai, ái trai. Viết thế này thì có học lắm nên này. Cái bảng này sẽ dễ như thế này.
Nào về nhà đã luyện thiết bài tập chưa? Đâu rồi với những người buổi trước học đâu rồi, mở xem bài tập ra đi ạ. Mấy bạn đã học buổi trước rồi, bỏ xem bài tập lên trước mặt nhá. Kiểm tra đấy. Chưa biết nha. Sư chị ăn nát xô. Quấy. Học sinh có rất nhiều lý do. Bởi vì ngày xưa cô cũng thế. Nào bên trong thì sao? Biết chưa cô ạ? Ai u, bây giờ biết hả? Nhà bạn Thank you.
thì quan hạn này là dạy thôi. Riêng thì có thể gặp chị đấy thì quay lại thì hỏi chị đấy giáo trình nhá. Bởi vì mất vẫn sẽ dạy bao buổi đầu ấy chứ là giáo trình đâu. Vừa tôi sẽ dạy tập này thì để cho nó được không? Phục chưa? Sơ sơ chưa? Chưa. Cố gắng thực sơ qua thôi. Thì lớp ghép vào mình chỉ cái phụ âm nào cũng nhớ rất được đấy là môn thế thôi. Chứ về nhà bạn sẽ có nhiều thời gian để nó học hơn rồi. Chữ có nhỏ quá không? Rồi có nhìn rõ không ạ? Nó nhỏ quá thì to hơn. Chữ phải viết bốn chữ hết mà. Vậy là bài trước cái bài chỉ cũng vậy thôi. Chỉ có bạn 21 cái đơn mà chỉ có âm lên. Và sau đó thì đơn bạn ghép vào. Vậy là sau khi chúng ta ghép lại và đã học chúng ta làm được đấy. Sau một buổi nữa bạn sẽ học về bàn chim nữa. Bàn chim này kết nối âm. Nữa là chúng ta có thể vào bài được rồi. Vào bài của quyển sách. Bàn chim chỉ là một phụ âm. Và khi phụ âm này thì nó sẽ được cuối. Nó chỉ là những phụ âm này như này. Nhưng mà vị trí của nó sẽ là ở dưới. Ở dưới chính vì thế có thể gọi là bàn chim. Vậy cờ với vô
kiêu kiêu kiêu. Tiếp tục, đây này, mình sẽ lấy được một chút bên này. Đây ạ, à, đây phụ âm gì? Chiều. À, chiều. Mình cộng với nguyên âm gì đây nhỉ? Vậy là cứ chỗ nào hình tròn thì mình sẽ cho cái phụ âm này lấp vào đầu. Vậy thì sẽ được bao lâu nhỉ? Chờ sẽ được bao lâu? Đúng chưa? À, đúng năm trước. Vậy sẽ như thế này. Chín. Đây là âm chờ này. Đây là nguyên âm. Nguyên âm y. Đúng không? Vậy sẽ đọc là gì? Chi chi. À, chi. 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 Dễ không? Chi chi. Chi. Chi thôi. Tiếp tục nhá. Đây, phụ âm gì? Sờ. Sờ. Cộng với. Nguyên âm gì nhá? Nhà. Nhà. À, nhà. Vậy mình sẽ đọc là gì? Nhà. Nhà. Mình sẽ đọc kinh này. Và mình sẽ đọc đó là xiao. Cảm giác mình cũng đọc rõ là chi a với giọng xiao. Xiao. Giống như hôm nay đó là một cái tư nhiên rồi ấy. Và cảm giác chúng ta khi đọc nghe giống như khuyết đi ạ. Xiao. 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 Rồi ạ, tiếp nhá. Đây ạ. Ờ. Cậu với phụ âm gì đấy ạ? À, phụ nguyên âm gì đấy ạ? À, hờ với cu. Yêu. Mình sẽ đọc cái gì? Yêu. Hiu. Hi u ấy. Nhưng mà mình cảm giác được hiu đúng không ạ? Hiu. Hiu. Hi u. Nhưng mà mình đọc nhanh. Hiu. 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 Rồi ạ. Đây mình sẽ viết ra này. Với những bạn làm có sách rồi thì bảo cái sách cần phải xem bài tập đấy cho mình và mở ở đây bài tập này này đây nhá. Nghe cái trang này bạn nhìn thấy không ạ? Nghe cái trang này, ở đây chính là cái phần ghép, phần ghép nhá. Bên trên này đây là những nguyên âm và dọc ở đây là những phụ âm. Và đây chúng ta sẽ lấy những cái phụ âm này ghép vào những nguyên âm. Nào, nhìn vào thấy chưa ạ? Thấy chưa ạ? Rồi ạ, bây giờ nhá, mình sẽ nhìn vào đây. Mình sẽ nói đây. Đây là phụ âm gì? Cờ. À, cờ với A. Cờ với O. Cờ với O. Cờ với U. Cờ với Ư. Cờ với Y. Cờ với E. Cờ với E. Cờ với U. Cờ với U. À, các bạn sẽ nhìn những âm này nhá. Âm cờ này cộng với nguyên âm V. Và âm cờ sẽ đóng vai trò thay thế cho gì? À, thay thế cho cái ô tròn này. Và mình sẽ viết như bình thường. Và mình sẽ bảo là quỷ. 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 Và quỷ này là tai. Còn người ta sẽ dành cho bạn hai dòng ở dưới đây để bạn nhìn ở trên này và viết xuống thôi. Còn ở dưới nè. Ở dưới thì sao? Nhìn vào sách phải đọc cho mình nhá. Phụ âm tiếp theo là phụ âm gì ạ? À, tiếp tục đọc cho mình nào. Nhà. Tiếp. Nò. Nô. Nù. Nữ. Mì. Nè. Nề. Người. Nì. Nụy. 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 Có thấy dễ không? Khó. Khó. Chưa có gì, chưa gì có khó. Rồi ạ. Mình sẽ giao lưu bài tập về nhà nhá. Với bài tập về nhà của bạn, hôm nay sau khi học phụ âm cái ghép rồi thì về làm cho mình hết bài tập về bên này. Viết hết nhá. Viết hết bên này và sau mặt này. Và mặt sau nữa nhá. Và sau này nữa. Và sau này nữa. Và sau này. Đây là không đúng trang. Ngoài ra
không còn ở giờ trang tiếp tục còn nữa. Đấy chỉ lại vào đây ạ. Đây nhá. Viết từ cái trang ở đây. Có ghi ở đây là trang âm trong sức á. Trang âm trong sức ở đây có nghĩa là luyện tập viết phụ âm. Thì ở đây nhìn thấy không? Rồi nhá. Bạn sẽ giờ tiếp tục viết hết trang đó này. Trang tiếp theo. Và đến trang dở khoảng 2 đến 3 trang thì nó sẽ thành một trang này nữa. Và trang này là chúng ta ghép giữa những cái gì nhỏ phụ âm cao với những nguyên âm ở đây dưới này nữa. Phần này thì để các bạn viết luyện tập thôi. Rồi, thì để phần này thôi. Thì để phần này chúng ta dừng lại. Dừng lại nhá, để phần này. Thì các bạn dừng lại. Còn cái phần phía bên dưới này, phần này của các bạn chưa học bạch chim. Đây, bạch chim chỉ là những từ ngữ ở dưới này. Ngữ dưới, ngữ dưới. Phần này các bạn chưa học. Thì là mình chưa đi vào bạn biết. Để lên nhà biết này các bạn. Ngoài ra hôm nay mình sẽ cho bạn từ vựng nhá. Từ vựng về phần này ạ. Từ vựng trong tiếng Hàn là gì nhỉ? Chắc nhắc thôi. À, người là ổ vi. Ngọ vi. À, vậy là bây giờ đọc một từ này đúng không? Đây mình biết này. Đây là âm lâm. Ờ, này. Đây là phụ âm gì? Ờ, à. Hờ và mình cộng với nguyên âm này. Hờ với vi. À, đúng rồi. Vậy thì đây đọc là ờ vi. Đấy, mình đã đọc một từ vựng rồi. Bây giờ hiểu tại sao là đọc ờ vi chưa ạ? Tiếp tục để cho bạn những từ vựng sau. Với buổi hôm nay chúng ta sẽ có 10 từ vựng. Nhất hồ từ tư 12-4 chúng ta có tầm 10-15. Sau đó thì thứ tư đến thứ hai thì nhiều thời gian hơn chúng ta sẽ có thể là 20-25-30. Về sau khoảng 3 tháng chúng ta có rất nhiều từ vựng đầu tiên nhá. Bạn sẽ có nhìn giúp mình nhá. Sẽ viết một từ vựng đây. Xem đây là những từ ghép giữa những nguyên âm và phụ âm gì đầu tiên ạ. Này cơ với à, sao à, à. Tiếp tục nhá. Chào chị. Các cô gái sẽ làm gì? Chị. À, ba chị ở đây là cái quan quan ba chị. Chị quan. Tiếp ạ. Yeah.
trường hợp cái từ này là dùng trong bối cảnh chúng ta có gọi ai đó nhá, em yêu à, hoặc là từ nhà khiếp. Ờ chị cũng thế không gì, nói khiếp thế thôi, người yêu nói thế có mà sướng không ạ? Bởi vì không thế. Em kia, 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 em anh yêu là chồng à, giống cô chỉ cơ mới ấy, làm cái gì đấy? Giống cô anh yêu à. Tiếp ngoài ra chúng ta còn có từ nữa và hay sử dụng đó là đây ạ, đọc là gì nữa nào? Chàng 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 chàng. Thời gian đây là số âm gì ạ? Nghĩa là gì đấy ạ? Dù thời đúng không?
김치 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 tiếp tục từ nữa nhá. Thì là gì? Đi đi à, cũng đi. Đây ạ. Cờ thì ô. Cô tiếp tục. Cô đi. Cô đi. À, cô đi đấy là thịt. Cái thịt lợn là gì? Cái thịt gì? Thịt chó thì gì? Cái cũng kinh chỗ này á. Chỗ này. Chỗ á. Chỗ á. Chỗ á. Chỗ á. Chỗ á. Có chân chó. Mặt xíu téo. Đi ở nước thế nào? Mặt xíu sợi á. Mặt xíu sợi. Không nghe. Chó. Quyền chân này. Quyền chân này. Quyền chân này. Rồi, các bạn mười từ thôi. Không có biết ít nhiều bài thì các bạn đi làm nữa. Không phải đi học đi làm nữa. Chính vì thế là mình sẽ cho bạn từ từ. Và các bạn biết bài tập chưa? Và hôm nay là thế nào? Có không? Có. Có nhận được những thông tin. Trước khi hết giờ thì đọc qua giúp mình đã. Đọc qua giúp mình cái lại từ này nhá. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc nhá. Về các bạn ở đây mình không phân tích cho các bạn từng từ một, không biết cho các bạn cách thi nào ở dưới, để về các bạn với trường hợp nào các từ này các bạn không đọc được thì các bạn phải làm gì? Phải tự mình ghép, tự mình tra, đúng không? Chính cái cách như thế các bạn sẽ dễ thuộc đầu dân. Ở đây nhá, đọc nhá. Ở huy ở huy ở huy ở huy ba chi ba chi chi ma chi ma ca chi ma ca chi ma học thuộc hết.